Học du lịch tại Viện Quản trị Du lịch Singapore, tấm vé đưa bạn đến thành công trong ngành du lịch. Du lịch là ngành học ngày càng được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong thế kỷ 21, vì nó tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Theo Hiệp hội Du lịch Thế giới, hiện nay có hơn 235 triệu người trên thế giới làm việc trong ngành du lịch, tạo ra hơn 9,2% GDP toàn cầu. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Nói tới ngành du lịch châu Á, người ta nghĩ ngay đến đảo quốc sư tử Singapore. Đây là quốc gia nổi tiếng xanh, sạch, an toàn, có ngành du lịch phát triển hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á với dịch vụ du lịch hoàn hảo và các khóa đào tạo về du lịch xuất sắc. Theo Tổng cục Du lịch Singapore, chính phủ Singapore đã đưa ra mục tiêu thu hút 17 triệu lượt du khách đến Singapore, mang lại lợi nhuận 30 tỷ đô la và tạo ra hơn 100.000 việc làm mới trong lĩnh vực dịch vụ này trước năm 2015. Viện Quản trị Du lịch Singapore TMIS là cơ sở đào tạo chính thức của Hiệp hội Du lịch Lữ hành Singapore với sứ mệnh nâng cao trình độ chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ và hiệu quả của ngành thương mại du lịch lữ hành. Được thành lập từ năm 1987, trải qua 23 năm, đến nay TMIS đã đào tạo hơn 40.000 sinh viên và nhân viên trong ngành công nghiệp du lịch lữ hành. Năm 2005, TMIS được trao chứng nhận SQC, BAO, công nhận uy tín và chất lượng đào tạo. Năm 2008, TMIS được chọn là Viện Giáo dục và Đào tạo chuyên nghiệp quốc gia đầu tiên của Singapore đào tạo chứng nhận kỹ năng làm việc trong ngành du lịch bởi Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Singapore thuộc Bộ Lao động Singapore. Năm 2009, TMIS cũng được Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Singapore trao tặng giải thưởng sao vàng cho thành tích đào tạo nguồn nhân lực xuất sắc cho ngành công nghiệp du lịch lữ hành của Singapore. Theo kết quả khảo sát của Job Central Singapore năm 2009 và năm 2010, TMIS được xếp thứ 7 trong số 50 trường tư thục được ưa chuộng hàng đầu tại Singapore. Tháng 11 năm 2010, TMIS rất vinh dự được trao chứng nhận EduStrust 4 năm, chứng nhận EduStrust do Hội đồng Giáo dục Tư thục Singapore cấp cho các viện giáo dục tư thục đã phấn đấu duy trì chất lượng giáo dục tốt nhất cho phúc lợi của sinh viên. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2010, chỉ có 15 trường được trao chứng nhận EduTrust 4 năm. Ban lãnh đạo TMIS gồm ông William Tân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lữ hành Singapore, ông Robert Koo, Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch Lữ hành Singapore, bà Teo So Hoon, Giám đốc Bộ phận Du lịch, Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Singapore, bà Nita Lasmanda Sakelario, Giám đốc Hành chính Phát triển Năng lực, Tổng cục Du lịch Singapore, Tiến sĩ Juan Hornman, Phó Giám đốc Ủy ban An toàn Thực phẩm và Động thực vật Singapore, Giáo sư Ko Hian Chai, Chủ nhiệm khoa Trường Thương mại, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đại học SIM, ông Alan Sang, Giám đốc Quản lý Công ty Lữ hành Lotus, ông Lloyd Hypo, Giám đốc Điều hành Viện Quản trị Du lịch Singapore. Đặc biệt, người bảo trợ của TMIS là Tiến sĩ Trio Ho Pin, Thị trưởng quận Tây Bắc, thành viên Quốc hội Bukit Panjang Singapore, Chủ tịch Hội đồng phố Holland Bukit Panjang. Các chương trình học tại TMIS. TMIS có đầy đủ các khóa học về du lịch, từ các khóa ngắn hạn đến dài hạn, từ cấp chứng nhận đến cao đẳng, được công nhận quốc gia và được các tổ chức giáo dục quốc tế trên thế giới công nhận. Khóa chứng nhận kỹ năng làm việc WSQ về dịch vụ khách sạn và chỗ ở. Thời gian học 4 tháng do Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Singapore trực tiếp cấp bằng. Điều kiện ghi danh tuổi từ 16 đến 29, tối thiểu hết lớp 10. Khóa cao đẳng du lịch WSQ, thời gian học 8 tháng lý thuyết và 12 tháng thực tập với trợ cấp mỗi tháng từ 500 đến 800 đô la Singapore. Chương trình thực tập này không bắt buộc. Các sinh viên có quyền chọn học tiếp tục lên bậc cử nhân ngay hoặc chọn chương trình thực tập 12 tháng tại Singapore. Đây là cơ hội quý báu để sinh viên học hỏi nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường năng động của Singapore và là cơ hội để sinh viên xin được thị thực làm việc lâu dài tại Singapore. Bằng cấp do Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Singapore cấp, được chứng nhận quốc gia và công nhận trong toàn ngành du lịch.
sinh viên tốt nghiệp sẽ được miễn đến 8 học phần của chương trình cử nhân kinh doanh quản trị du lịch do Đại học Southern Cross Úc cấp bằng. Nhờ sự miễn giảm những học phần này, sinh viên sẽ hoàn tất bậc cử nhân trong vòng 16 tháng. Ngoài ra, sinh viên khóa cao đẳng du lịch WSQ còn được bồi dưỡng thêm 64 giờ miễn phí, gồm những kỹ năng mềm quan trọng trước khi đi làm. Các chương trình học tại TMIS Business School. TMIS Business School là phân hiệu trực thuộc TMIS, có đa dạng các khóa học về du lịch và kinh doanh từ cấp chứng nhận đến cao đẳng và đại học, khai giảng mỗi năm 3 đến 4 đợt. Bằng cấp được công nhận quốc tế, mỗi khóa học đều có những ưu điểm đặc biệt. Khóa cử nhân kinh doanh quản trị du lịch bằng cấp do Đại học Southern Cross, Đại học Công lập Úc cấp, được công nhận quốc tế. Thời gian học 24 tháng, khai giảng vào tháng 6 và tháng 10. Khóa cao đẳng du lịch lữ hành hoàn tất trong vòng 9 tháng, bằng cấp được công nhận bởi Hiệp hội Du lịch Lữ hành Singapore. Sinh viên có bằng này sẽ được miễn 8 học phần của Đại học Southern Cross Úc và sẽ lấy được bằng cử nhân trong vòng 16 tháng. Điều kiện ghi danh: tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc hoàn tất chương trình tiếng Anh nâng cao tại TMIS Business School. Khóa cao đẳng du lịch lữ hành quốc tế IATA UPTA chuyên về lĩnh vực kinh doanh du lịch lữ hành. Nghiệp vụ vé hàng không do Viện Đào tạo IATA Canada cấp bằng, được công nhận quốc tế. Chương trình được chia thành 2 cấp độ, 6 tháng cấp nền tảng, 6 tháng cấp cố vấn. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc ở các công ty du lịch lữ hành quốc tế, trung tâm thông tin du lịch, hãng hàng không, đại lý vé máy bay, khách sạn, du thuyền, resort, câu lạc bộ, khu vui chơi giải trí, v.v. Khai giảng vào tháng 3 và tháng 9. Khóa chứng nhận tiếp viên hàng không quốc tế IATA bằng cấp do Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA cấp bằng. Sinh viên tốt nghiệp được sắp xếp 2 cuộc phỏng vấn việc làm với các hãng hàng không quốc tế. Thời gian học 6 tháng, khai giảng vào tháng 4 và tháng 10. Khóa tiếng Anh tại TMIS có 3 cấp độ: sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Phương pháp giảng dạy mới mẻ, sinh động. Nội dung bài học phong phú, hấp dẫn, được thiết kế phù hợp với sinh viên trẻ và sinh viên trưởng thành. Đặc biệt, các lớp tiếng Anh đều bao gồm chương trình ngoại khóa là những chuyến tham quan hoàn toàn miễn phí đến các điểm du lịch nổi tiếng của Singapore. Khai giảng vào tháng 1, tháng 4, tháng 8 và tháng 11. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng cho ngành du lịch, Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Singapore kết hợp với TMIS đào tạo các khóa chứng nhận kỹ năng làm việc trong ngành du lịch sử dụng cơ sở vật chất hiện đại. Dựa vào mối quan hệ rộng lớn với các công ty du lịch ở Singapore, TMIS đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ Việc làm để giúp tìm kiếm nhân lực cho các công ty du lịch ở Singapore và giúp sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. TMIS chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn đam mê theo đuổi ngành du lịch. Để biết thêm thông tin về chương trình học, học phí, điều kiện ghi danh, ngày khai giảng và thủ tục ghi danh, vui lòng xem thông tin trên website www.tmis.edu.sg, email info@tmis.edu.sg hoặc liên hệ các đại lý chính thức của TMIS có tên trên website.